Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mời quý vị chắp tay chúc và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sư có cái máy đọc sách để chép mấy cái bài giảng lên đây giảng với quý vị. Thì hôm nay đó, trước khi đi giảng, sư thấy quên sạc pin. Thì sư mới cắm vào, sư sạc được một lúc để nó vừa đủ pin để về để giảng với quý vị, rồi về mình sạc tiếp. Thì khi mà sư ngồi thiền á, một cái suy tưởng như thế này nó xuất hiện ở trong đầu của sư, là quý vị cũng giống như những cục pin. Khi nào mà quý vị hết pin á, quý vị đi vào chùa sạc, rồi sau đó mình về đời, mình dùng cái năng lượng mà bình an đó, mình dùng cái sự an lạc đó mình về đời, rồi đời nó dập cho mình gần chết, rồi sau đó mình hết pin, mình lại đi vào chùa. Thì nếu như chúng ta sạc pin thường á, thì chúng ta lúc nào cũng trong cái trạng thái là đầy pin. Còn chúng ta lâu lâu mới đến chùa một lần, thì mình đến sạc chưa được bao nhiêu hết, mình đã vội vã mình về. Mà do sạc không bao nhiêu, về cũng được có chút xíu thời gian ngắn thôi, nó hết pin. Đó. Thành ra là chúng ta nên thường xuyên đến chùa để chi? Để mình sạc lại cái năng lượng tu của mình. Giáo lý đó, đâu phải mình dốt đâu. Chúng ta đi học đạo năm này qua năm kia, chúng ta biết hết chứ. Nhưng mà nhờ chúng ta đến chùa, chúng ta nghe giảng, chúng ta học giáo lý, chúng ta được sạc lại, tức là chúng ta được nhắc lại. Trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Thế Tôn nói có những cái lợi ích của việc nghe pháp, đó là gì? Chúng ta nghe những pháp chưa từng nghe, rồi những pháp mà chúng ta đã nghe đó, chúng ta nghe lại, chúng ta sẽ được nhắc nhở và sẽ được kiên cố hơn đó. Rồi chúng ta sẽ được tùy hỷ ở trong pháp. Những vấn đề giáo lý chúng ta biết hết, đôi khi chúng ta biết, có khi chúng ta chưa biết. Nhưng mà nhờ chúng ta được nghe nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nó sẽ thấm vào ở trong máu, trong thịt của mình đó. Rồi sau đó khi mình về đời đó, mình xài được. Rồi khi mình đụng chuyện á, mình nhớ ông sư ổng nói cái gì. Sư rất là hoan hỷ khi mà kết thúc khóa thiền á, có Phật tử họ nói với sư: con cảm ơn sư, bởi vì nếu không có sư là con về đời con điên rồi. Tại sao? Tại vì khi về đời đó, con đụng cái chuyện nó làm cho con sốc. Mà khi con sốc như vậy đó, con nhớ đến lời của sư dạy trong khóa thiền: nhìn cái tâm sân của mình, chứ đừng nhìn cái người làm cho mình sân. Nhìn cái tâm sân của mình, tập trung vào nó, giải quyết nó. Nhờ như vậy con không bị điên, con cảm ơn sư. Hoặc có những người đó, họ phiền não,
trước đó chưa có tu tập gì hết, cũng có kiến thức giáo lý, cũng ngã mạn đầy người á, nhưng mà đụng chuyện càng ngã mạn, không có giải quyết được vấn đề. Nhưng về sau khi tu tập, đụng chuyện phiền não quay trở lại hơi thở, thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra, tự nhiên nó cân bằng đời sống mình lại. Cho nên chúng ta nên thường xuyên đến chùa, thường xuyên sạc lại cái năng lượng của chùa. Còn nếu như mình bị chai, mình giống như cục pin chai vậy đó, nhìn thì tưởng đầy nhưng mà đụng một tí xíu là nó cạn, thì phải làm sao? Phải cắm sạc thường xuyên. Chịu thôi, pin mình bị chai mà, thì phải cắm sạc thường xuyên. Thậm chí nó tới cái giai đoạn cuối rồi đó thì thôi, cắm rễ luôn ở trong chùa đi, coi như là cắm xài luôn, không có rút ra. Thì chỉ có như vậy mình mới hết được phiền não. Sư nói nó giống như có đôi khi quý vị buồn vợ, buồn chồng, buồn gia đình, buồn con, buồn cái, công việc bên ngoài áp lực tứ bề hết trơn, mình cái đầu mình nó muốn nổ tung ra, thì lúc đó mình giống như là cục pin nó bị chai rồi, nghe pháp không có vô. Xin thưa lúc đó quý vị có mở pháp nghe từ sáng tới tối có khi nó cũng không vô. Có nghĩa là lúc đó đó tâm của mình nó giống như cục pin nó bị chai vậy. Thì sư nói làm sao? Cắm điện vô chùa luôn. Tức là vào chùa, thôi con xin vô chùa, con ở vài hôm, con lánh nạn. Lánh cái nạn của tâm mình á, chứ không phải là bị nợ nó đuổi vô chùa lánh nạn nha. Đó. Lánh cái nạn của tâm mình á. Đi vào, ở một thời gian để sửa chữa lại cái cục pin của mình á, sửa lại, để nó chảy chuốt lại cho nó đàng hoàng. Rồi về đời chứ đợi nó tập tiếp. Khi mà chúng ta có cái sự thiện xảo ở trong việc hành thiền á, thì chúng ta biết kỹ thuật rồi, chúng ta thực hành rất là nhanh. Sư lấy ví dụ như sư vừa mới nói, khi mà chúng ta vừa có phiền não, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta mệt mỏi quá, đi khám bệnh phải chờ, xếp hàng phải chờ, cái gì cũng phải chờ, mình ngồi mình mệt mỏi quá, làm cái gì? Quay trở lại hơi thở. Buồn vợ, buồn chồng, buồn con, buồn cái, quay trở lại hơi thở. Khi đó người mình nó nhẹ. Nhưng nó chỉ nhẹ khi nào khi mình biết cái kỹ thuật. Chứ còn mình không biết kỹ thuật á, mình ngồi thì mình cứ ngồi, nhưng phiền não thì vẫn cứ phiền não. Lúc đó đừng có đổ thừa. Mà muốn có cái kỹ thuật nó vững thì chúng ta cần phải có những phương pháp nền. Cái nền đầu tiên chúng ta phải làm đó là cái nền của giới hạnh. Mà cư sĩ quý vị chỉ có 5 giới thôi, cho nên nó yếu lắm. Đi thiền, đi hành thiền á, chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian để chúng ta làm dẹp yên cái phiền não của mình đó. Còn các vị tỷ kheo, các vị đó cũng có phiền não. Làm ơn làm phước đừng có coi mấy ông sư như mấy ông thánh. Các sư các thầy cũng có phiền não, nhưng mà nhờ các sư các thầy có cái nền tảng của giới nó dày hơn. Chính bởi vì lẽ đó phiền não nó ít hơn, và các sư các thầy cũng có cách để giải quyết phiền não. Chứ đừng có coi các sư các thầy như ông thánh rồi mình nói chắc có lẽ các vị là như thánh thì không có phiền não đâu. Rồi tới hồi á, quý vị coi các vị đó như thánh, tới khi các vị đó lòi cái phàm ra mình chịu không nổi. Do đâu? Do ai cũng có phiền não. Chính bởi vì như vậy, ngay cả các vị tỷ kheo cũng phải giải quyết phiền não của mình. Mà phiền não giải quyết thứ nhất là trên nền tảng của giới. Cái giới là hôm bữa trước chúng ta đã học rồi, rất là nhiều các vấn đề về giới, phân loại về giới.
Và cách thứ hai, một số vị muốn rốt ráo hơn thì các vị đã muốn nâng cái giới lên thêm một bậc nữa nhằm ly dục. Do đó đó mới có các cái khổ hạnh đầu đà. Hôm bữa trước sư có nhắc tới cái số 6 là hạnh ăn ở trong bát. Khi mà nhận thực phẩm dù là thí chủ đến chùa cúng cũng vậy, mà đi khất thực cũng vậy, nói chung là đã nhận đồ ăn trong bát rồi thì chỉ ăn trong đó thôi. Nếu như mà có ai đó đưa thêm, cúng dường thêm, ví dụ như khi mà các sư dự lễ chay tăng á, Phật tử bưng đồ ăn lên rồi, một chút xíu nữa các sư trong khi đang ăn ha, Phật tử họ đem trái cây tới, giống như ăn la xét, đem trái cây tới nè, đem nước ngọt tới nè, thì đối với cái vị mà thực hành cái hạnh đầu đà mà chỉ ăn trong bát này đó, vị đó không nhận nữa. Tức là đã dâng rồi, tôi đã bỏ vào trong bát tôi rồi, thì tôi chỉ ăn trong cái bát này thôi, và tôi sẽ không nhận thêm, không lấy thêm bất kỳ cái gì nữa. Như vậy đó. Còn cái hạnh không ăn tàn thực thì sư quay lại ví dụ hồi nãy, đang ăn, Phật tử họ dâng thêm trái cây, họ dâng thêm nước, thì vị này nếu chưa ăn xong thì vẫn có thể nhận để mà ăn. Nhưng mà đã ăn xong rồi, tức là đã đặt bát xuống rồi, lau miệng rồi, uống nước rồi là không ăn nữa. Có một vài trường hợp đó, lau miệng rồi Phật tử nói sư ráng ăn thêm, còn có mấy cái bánh còn làm ngon lắm. Thì nếu như mà không thọ cái hạnh này đó thì ăn được, nhưng mà đã thọ hạnh này rồi là không ăn được. Còn cái số 8, cái hạnh ở trong rừng á, thì có nghĩa là vị này chỉ ở trong rừng thôi, chứ vị này không ở trong chùa nha. Không ở trong chùa là vị đó có thể làm cái chòi nhỏ ở trong rừng, rồi vị đó ở trong rừng luôn. Tuy nhiên á, cái hạnh ở rừng này nè thì không có thể thọ được trong mùa mưa, tức là mùa chưa tăng nhập hạ đó, thì vị này sẽ vẫn nhập hạ chung với chư tăng chứ không có ở trong rừng nữa nhớ. Còn cái hạnh ở gốc cây thì cũng tương tự như vậy, là không có chòi luôn, chỉ ở dưới gốc cây thôi, nhưng mà cũng không có được ở dưới gốc cây trong 3 tháng mùa mưa. 3 tháng mùa mưa vẫn phải kiếm cái trú xứ để mà ở. Hạnh ở ngoài nghĩa trang thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà hạnh ở nghĩa trang á, thì có thể xây cái chòi, miễn sao mình ở nghĩa trang thôi. Mà cái nghĩa trang này đó là phải là nơi gọi là có chôn cất nha. Rồi hạnh thứ cái thứ 12 á, hạnh ở chỗ nào cũng được. Cái hạnh đó là như vậy nè, là khi một vị sư á, một vị thầy tới một cái ngôi chùa nào đó và xin ở lại, thì cái vị trụ trì á, hoặc là cái vị giao trách nhiệm mà quản lý chỗ ở đó, chỉ cho ở chỗ nào thì ở chỗ đó, không có được đòi hỏi. Thí dụ như sư không có thọ cái hạnh đó đi, sư là một ông sư bình thường ha. Sư đi đến một cái ngôi chùa, sư xin bạch hòa thượng cho phép con ở lại chùa vài hôm, thí dụ như vậy. Thì có thể là ở chùa sẽ thu xếp cho sư một cái chỗ, nhưng mà nếu như sư thấy nó không có thuận tiện, ví dụ như thưa hòa thượng, cái chỗ này con bị dị ứng với cái khói chẳng hạn, với cái khói nhang con bị dị ứng, mà cái chỗ này nó gần cái chỗ cúng thờ cúng quá, người ta cúng nhang cái mùi nhang nó sọc vô người con chịu không nổi. Mà quý vị biết là ba cái nhang quá chất á, nó ghê gớm lắm. Mấy sư mấy thầy ở trong chùa bệnh, gọi là bệnh nghề nghiệp á, là bệnh do ba cái nhang quá chất đó không. Thì có thể là sư nói như vậy đó,
thì vị trụ trì có thể thôi bây giờ sư phổi sư yếu, sư không ở được chỗ này, thôi bây giờ sắp xếp sư chỗ khác nó tốt hơn cũng được. Đó là trong trường hợp ông sư thường, nếu như có vấn đề gì đó thì có thể xin phép để đổi chỗ ở, hoặc là nói nhỏ với thầy trụ trì. Dạ bạch hòa thượng, còn với ông sư đó có xích mích, cái chuyện riêng thôi, có xích mích, ở chung với nhà không có hợp, con xin hòa thượng xếp con cái chỗ nó hơi xa tí xíu, tránh mặt cho nó đỡ phiền lòng, thì vị hòa thượng vẫn sẽ thu xếp cho ở cái chỗ khác. Còn với cái vị mà ở cái hạnh ở chỗ nào cũng được á, thì cho chỗ nào là ở chỗ đó, có thể là cho ở cái nhà kho, hoặc là cho ở cái chỗ tồi tàn thì cũng phải chịu. Và cái thứ 13 là hạnh chỉ ngồi chứ không nằm, tức là hạnh này á chỉ ngồi thôi, không có được nằm, ngủ cũng phải ngủ ngồi, có thể ngủ dựa nha, có thể dựa, tức là nếu như mà mệt quá mình có thể dựa lưng, có thể dựa lưng, nhưng không được nằm. Ngủ có thể dựa lưng trên ghế mà ngủ á được, nhưng mà nằm thì không đó. Và cái hạnh này á, là hạnh mà các cái ở cái Phật giáo Nam Tông Việt Nam, chưa nhắc lại là Nam Tông Việt Nam, có những cái đêm mà gọi là đêm hạnh đầu đà đó, là thực hành cái hạnh này nè, tức là ngăn oai nghi nằm. Ở các chùa Nam Tông á, có một đặc điểm là trong cái lễ đó đó, chúng ta sẽ sinh hoạt Phật Pháp, mà chúng nguyên đêm, tức là từ tối hôm nay cho tới sáng ngày hôm sau, đó, giữ cái hạnh này, tức là mình không có nằm luôn, mà có thể ngồi dựa ghế, dựa tường, nhưng mà không có được nằm. Và chúng ta qua cái cách thức thọ trì, nhớ dùm 13 cái pháp đầu đà này á, là cư sĩ vẫn làm được, chứ không phải là tu sĩ. Nhưng mà cư sĩ thì có một vài cái hạnh làm được, chứ không phải hạnh nào cũng được. Ví dụ như hạnh mặc y phấn tảo nè, quý vị làm được, mặc dù nó hơi kỳ thôi nhưng mà mình làm được. Thì mặc y như người ngoài thì nhìn như cái người ăn mày, cái đứa ăn mày đó. Hoặc là mình canh cái lúc mà người ta gọi là người ta gọi là cái gì tâm, mấy cái trường hợp mà lũ lụt á, rồi người ta bỏ làm từ thiện ba cái quần áo cũ người ta quăng ra ngoài đường á, thì mình đi mình lượm cái đó thì cũng được. Nói vậy thôi chứ ai làm ba cái trò đó. Rồi cái hạnh ăn bằng bát nè, hạnh nhất tọa thực nè, hạnh không nhận tàn thực, tức là số 5, số 6, thứ 7, quý vị có thể làm được chứ. Nếu mình có cái tô á, kiểu vậy đó, ngày mình ăn một lần thôi cũng được, rồi ngày mình ăn mình bỏ vô trong tô, mình chỉ ăn như đó thôi, thì cái hạnh đó thì cư sĩ họ vẫn làm được. Hạnh ở rừng, ở gốc cây, ở ngoài trời, ở nghĩa trang, ở cái hạnh ở ngoài trời, hồi nãy sư chưa nói, hạnh ở ngoài trời á, tức là mình ở bên ngoài trời luôn, là không có bất kỳ cái mái che nào hết, cả cái bóng cây cũng không được, mình không được ngồi dưới cái bóng cây luôn, tất nhiên là cái đầu mình là đối diện với ông trời đó. Thì những cái hạnh này đó cư sĩ làm được chứ không phải là làm không được, nhưng mà nó khó thôi chứ không phải không làm được, nhưng mà trên lý thuyết là cư sĩ vẫn làm được. Còn cái hạnh số 13 này á, thì dễ thực hiện trong cái môi trường lễ lộc ở Việt Nam. Sư không nói cái hạnh này dễ nha, mà trong các cái buổi lễ á, mà bây giờ thí dụ như tổ chức cho Phật tử thọ đầu đà đi, quý vị học xong rồi, quý vị mê đầu đà quá, bây giờ con muốn có một cái buổi mà con thọ đầu đà trong một ngày, bây giờ mình lựa cái hạnh nào, thì trong số 13 hạnh á, thì cái hạnh không nằm á, nó tương đối thích hợp với cái việc tổ chức nha. Mình tổ chức cái khóa tu một ngày mà ở trong đó mình không có nằm,
thực hành từ sáng hôm nay cho tới sáng ngày hôm sau mình không có nằm, thì nó tương đối là nó phù hợp trong cái việc tổ chức các buổi lễ. Còn cách thức thọ trì á, thì chúng ta có những cách thức như sau. Thứ nhất là vào thời Đức Phật, mình có thể đến gặp Đức Thế Tôn và xin bạch Thế Tôn cho con thọ cái hạnh đầu đà này. Như trường hợp của Ngài Maha Kassapa, Ngài xin Thế Tôn đó là Ngài thọ luôn hết tất cả các hạnh đầu đà đó. Cho đến khi mà Ngài già rồi đó, Ngài đến đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn nói là bây giờ Maha Kassapa đã già rồi, đã lớn tuổi rồi, tức là Ngài Đại Ca Diếp á, thì hãy về với tăng đoàn để dưỡng. Thì Ngài Maha Kassapa Ngài mới nói là bạch Đức Thế Tôn, con vui thích cái việc sống trong hạnh đầu đà, bởi vì á, nó cho con được cái sự an lạc, và hơn nữa đó nó sẽ làm gương cho hậu thế, tức là những người đời sau á, nhìn vào Ngài Maha Kassapa thì sẽ noi gương của Ngài. Chúng ta nghe cái tên Ngài Đại Ca Diếp chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà phải nói là rất là hiếm Phật tử, nhất là Phật tử Bắc truyền á, biết cái hạnh của Ngài. Ngài là vị đệ nhất đầu đà, Ngài luôn sống ở trong rừng, và Ngài là người thọ trì tất cả các hạnh đầu đà. Rồi cái thứ hai là mình có thể đến trước mặt một vị thánh tăng, nhưng mà thời nay không có, thì mình có thể đến trước mặt một vị thông thuộc Tam Tạng. Bây giờ một cái sự may mắn là thế giới vẫn còn những vị thông thuộc cả Tam Tạng, tức là những vị ở miếng. Phải nói là cả thế giới bây giờ chỉ còn có các vị ở miếng là còn thôi. Nhưng mà ngay cả như vậy, đất miếng thì bao la, nhưng người thuộc Tam Tạng á, mình đếm cũng chỉ vài vị hết rồi đó. Để cho quý vị thấy là cái vị thuộc Tam Tạng nó khó như thế nào. Nhưng mà nếu như không có Tam Tạng thì mình đến trước mặt vị thuộc Nhị Tạng cũng được, hoặc là Một Tạng cũng được. Một cái tin mừng á, là ở miếng thì cái vị thuộc Một Tạng thì nhiều, nhiều lắm, nhưng mà không có được vinh danh như là các vị thuộc Tam Tạng thôi, chứ còn Một Tạng thì có nhiều. Còn nếu như không thuộc được Một Tạng, Tam Tạng là gì? Mình hay nghe Tam Tạng ha, là Tạng Kinh nè, Tạng Luật và Tạng A Tỳ Đàm, đó là Tam Tạng. Nếu như mà không có nữa thì mình có thể tìm vị thuộc một bộ kinh. Một bộ ở đây á, là Trường Bộ nè, Trung Bộ nè, Tăng Chi nè, Tương Ưng nè, hoặc là Tiểu Bộ, tức là năm bộ trong một tạng kinh á, thì một vị chỉ cần thuộc một bộ thôi cũng được. Mà xin thưa với quý vị á, cái tiêu chuẩn mà Phật tử của sư á, tiêu chuẩn nó hơi cao, gọi là để ngó cho ra hồn á, một cái người gọi là Phật tử ngó cho ra hồn á, đối với sư á, ít nhất phải học giáo lý xong một bộ kinh. Tức là một bộ kinh đó, chúng ta học giáo lý, học xong bộ kinh đó, nó ra một người Phật tử chuẩn. Không tin quý vị đi học đi, lúc đó là cái nền tảng kiến thức giáo lý của mình vững, và mình hoàn toàn có thể biết được cái này là chánh pháp nè, cái này là tà pháp nè. Thậm chí đối với nhiều vị thì học một bộ kinh không thôi là đã đủ rồi, xong rồi. Mở chùa An Lạc thì hiện tại đang dạy kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ á, là cái bộ kinh tương đối ngắn, chỉ có 152 bài thôi. Mà quý vị học xong cái bộ này đó, xin thưa quý vị học xong, sư dạy xong,
bữa sư nói chơi với thầy chủ trì, dạ sau cái này chết là vừa. Chết là vừa, không phải tại vì dạy lâu quá, mà là xong rồi đó. Quý vị học xong cái bộ này là coi như sư hết trách nhiệm luôn cũng được nữa. Là nó vững, sư đảm bảo học xong cái bộ trung bộ là vững, vững giáo lý, vững pháp học, vững luôn pháp hành. Thì mình có thể đến trước mặt vị mà thông thuộc một bộ kinh. Ở đây có nghĩa là thuộc kinh và chú giải nha. Hoặc là một cái vị luận sư kinh tạng. Tức là vị này có thể là không có thuộc lòng nha, không có thuộc lòng kinh tạng, nhưng mà lôi kinh tạng ra vị này có thể luận về nó, tức là giảng giải từng cái ý nghĩa sâu xa trong mỗi câu kinh, căn cứ vào chú giải và hậu chú giải. Vị đó có thể làm được thì có thể đến để xin thọ đầu đà với vị này, tức là nằm gọi là nằm trong hạng chót trong số từ vị thuộc tam tạng tuột xuống, là cái vị này là hạng chót trong cái số này. Rồi xuống nữa thì mình có thể thọ trì với cái vị là hành giả đang thực hành cái hạnh đầu đà. Xuống nữa, nếu mà mình không có ai hết á, thì mình có thể quét dọn cái điện thờ, ví dụ như quét dọn chánh điện nè. Mình quét dọn chánh điện xong rồi mình quỳ gối, mình phát nguyện thì cũng được. Bây giờ chúng ta qua hạnh đầu đà. Thứ nhất là hạnh y phấn tảo. Như sư nói đó, hạnh y phấn tảo thì vị này không có nhận y dân cúng, mà chỉ lấy những y bị quăng bỏ thôi. Quý vị đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo á, thì có mô tả rất là nhiều, rất là nhiều những cái loại bị quăng bỏ. Ví dụ như vải quấn xác chết nè, rồi vải giống như là vải chữa bệnh á, người ta chữa bệnh làm dính máu me, dính mũ, người ta lao á, lao chùi xong người ta bỏ đó. Hoặc là cái vải vải của sản phụ đó, người ta lót cho sản phụ á, xong rồi quăng bỏ. Rồi những cái vải mà bị chuột cắn nè, hoặc là những cái vải, nói chung là bất kể cái vải gì người ta quăng bỏ mình đều có thể xài. Nhưng mà có trường hợp á, là người ta quăng bỏ để cho mình nhận. Hồi xưa có một vị trưởng lão, là vị này thọ cái hạnh này á, Phật tử thương vị này quá, thành ra là làm một chuyện. Đó là cứ gặp vị này đi á, mà vị này đi ra ngoài mà có cái ý tìm y á, Phật tử họ thân cận họ biết, họ làm vậy nè, họ kiếm cái bộ y, họ quăng ở trước mặt vị này á, họ quăng đó rồi họ bỏ đi, thì vị đó lượm lên mặt vẫn được. Nhưng mà nó khó ở chỗ, thành ra sư nói tại sao mà cái vị mà thọ hạnh đầu đà đó là không nên cho ai biết. Bởi vì như vậy mà người ta biết rồi đó, mình thọ không có được. Quý vị nghĩ đi, bây giờ mình thọ cái hạnh đầu đà làm cái y phấn tảo, mình kiếm cái y quăng bỏ, người ta biết, người ta kiếm cái bộ y là may sẵn đẹp đẽ, người ta cứ quăng trước mặt mình là xong rồi. Thì trên danh nghĩa là mình vẫn thọ hạnh đầu đà, nhưng mà cái thực tế thực hành á, sư thấy ý nghĩa hình như nó không được nhiều lắm. Thành ra là ở trong kinh thì cũng có kể một vài trường hợp. Để sư nhớ coi, hình như là ngài Cách Trà Giá Ná thì phải đó, khi mà ngài đi tìm cái y quăng bỏ để ngài về ngày mai á, thì có một cô tiên nữ, cổ là vợ kiếp trước của ngài, thì cổ mới cố tình á, cổ cách xa một đoạn, cái cổ nhét cái vải rất là đẹp, vải của cõi trời đó, vải đẹp lắm, cổ nhét vô trong cái đống rác đó, cổ để lòi một cái đoạn ra ngoài, bởi vì cổ biết thế nào ngài đi ngang ngài cũng thấy. Thì ngài mới đi ngang qua và ngài thấy cái đoạn vải mà nó bị vùi trong đống rác á, thì ngài mới đi tới, ngài lượm ra ngài coi. Thì ngài thấy một cái đoạn vải rất là đẹp, và ngài nói đây là một cái loại vải đặc biệt. Thì trong trường hợp đó cũng được,
Tức là nếu như mình có cái dịp mai mình biết vị nào đang thọ cái hạnh này đó, vị đó đang đi, thì như sư nói đó, mình kiếm cái y á, mình quăng cái chỗ nào đó mà cho vị này thấy. Ở một số vị có nói là những vị đại thí chủ cũng thường xuyên quăng y kiểu đó. Tức là cứ lâu lâu đi cứ quăng cái bộ y ở bên đường á, quăng với cái suy nghĩ là có lẽ là sẽ có những vị tìm cái y phấn tảo đó, thì các vị đó sẽ nhận được cái này. Thì ở đây á, khi mà chúng ta thọ thì nó có ba bậc, là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng á, thì mình chỉ nhặt cái y quăng bỏ thôi. Chứ còn nếu như mà mình biết á, cái người này á, mà họ có ý cúng dường mình, họ quăng á, thì mình không có được nhận. Xin lấy ví dụ như cái trường hợp cái vị trưởng lão hồi xưa mà sư nói, nếu như vị này thọ y bậc thượng á, thọ cái hạnh này bậc thượng á, thì biết Phật tử á, họ quăng, nhưng mà họ quăng với cái chủ ý là họ cúng dường mình á, thì vị này sẽ không nhận, bước qua luôn, đi tìm cho được cái vải để quăng bỏ, cái vải đã quăng bỏ. Còn vị thọ cái y bậc trung á, thì biết biết người ta là có chủ ý cúng dường mình, cho nên người ta mới quăng ở đây á, thì cũng lấy. Thì nói chung ra cũng được chứ không phải không được. Cái này nó được xếp vào bậc trung. Còn bậc hạ đó là cái vị tỳ kheo á, nhận cái y rồi đặt dưới chân vị này nè, thì vẫn được, thì vị này vẫn nhận luôn. Đó là bậc hạ. Cái bậc hạ là như vậy nè. Ví dụ như người ta dâng y đến cái vị tỳ kheo, rồi vị tỳ kheo này đó muốn cúng dường nha, muốn cúng dường cái vị mà thọ đầu đà này nè, mới đem cái y đó đặt dưới chân vị đó. Thì nếu mà cái vị thọ bậc hạ thì vị đó có thể nhận. Về cái lợi ích đó, thì quý vị ở đây có thể xem ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo ha. Nhớ nha, kinh là để xem nha, kinh chứ không phải để lên trên bàn thờ mình thờ nha. Xem xong rồi thờ, chứ không phải là thờ rồi khỏi xem. Tại vì có nhiều vấn đề á, đã ở trong đó có ghi rồi, sư thấy nó đã quá rõ ràng, cho nên sư chỉ tóm tắt, sư không có nói thêm. Thành ra quý vị chỉ nghe sư giảng mà không có xem trong Thanh Tịnh Đạo á, có khi nó sẽ sót một vài ý. Về lợi ích á, thì mình sẽ sử dụng cái vị thọ đó, sử dụng đúng y phục á, đúng với lời của Đức Phật dạy. Rồi nhờ đó đó, vị đó an trú vào di sản thứ nhất của bậc thượng nhân, tức là mình hài lòng với bất kỳ y phục nào có được. Cái vị mà mặc y phấn tảo á, thì mặc cái y nào thì tùy vào cái việc là nhặt được cái gì. Với cái vị mà bình thường á, có thể như xin lấy ví dụ đi, sau khi mà chưa tăng Nam Tông á, Phật giáo Nam Tông mãn mùa an cư, thì sẽ có thông thường á, các chùa sẽ có tổ chức cái lễ dân y. Phật tử dân y đến các sư, thì nói nó hơi kỳ, là các sư đương nhiên bây giờ Phật tử dân y mà, thì y nào mặc nó thoải mái, mặc nó mát, mặc nó dễ chịu thì mình ưu tiên mình mặc, đúng không? Quý vị ở đời cũng vậy thôi. Đồ nào mình mặc nó, cái vải mặc nó thoải mái, nó thoáng, nó hút mồ hôi, nó mát, thì mình ưu tiên mình mặc chứ. Còn cái vải nào mà xấu hoặc là cái màu mình không thích đó, thì mình để lại. Rồi á, nó xảy ra một cái chuyện nó hơi mắc cỡ. Lại như vậy, y nhiều khi các sư y nó dư á, rồi Phật tử thì thấy ông sư thì ổng dịnh đói, mà y thì dư để làm cái gì. Thành ra là Phật tử họ thỉnh mấy cái y đó đi chi, để đem đi cúng chỗ khác, rồi chỗ khác cũng dư y,
Rồi Phật tử họ cũng thỉnh mấy cái y dư đó, họ cũng đi cúng chỗ khác nữa. Thành ra nhiều khi ấy, sư mỗi năm sư cầm cái bộ y, sư thấy y nó bọc 2-3 lớp, mấy 4-5 lớp bóng kiến vậy đó. Tức là cái lớp đầu tiên thì nó cũ rồi. Nhiều khi người, nhiều người họ làm biến gỡ ra, họ cứ bọc thêm lớp mới vô. Cứ như vậy đó, một cái bộ y mà bọc 4-5 lớp lớp giấy vậy đó là mình biết. Sư nói vui, cái y này á, là cái y luân hồi. Nó luân hồi, nó luân hồi từ cái chùa này qua chùa khác, từ năm này qua năm khác. Cứ như vậy đó. Rồi thành ra nói thì lỡ rồi thì nói luôn, vừa thôi. Chứ quý vị cứ đúng là cái mùi dân y thì dân y có phước á, nhưng mà ông sư ổng có một mình cái thân ổng mà, ổng sa mặc hết mấy cái bộ đó. Cho nên mình nhắm coi cái nào mà ông sư ổng cần á thì nó dễ hơn, chứ còn toàn dân y không mà, rồi cái y nó tiếp tục nó đi luân hồi. Còn cái vị mà thọ cái đầu đà này đó thì có cái gì vì đó xài cái đó, có phước thì nhận cái vải tốt, vải đẹp, còn thiếu phước thì nhận toàn vải dơ, vải xấu. Sư nghe các thầy kể lại á, cái hồi hồi xưa những cái vị bây giờ là hòa thượng rồi, kể lại cái thời mà khốn khổ của Phật giáo mình á, sở dĩ mà các cái y bây giờ có cái màu lam như vậy đó, các thầy kể là lượm mấy cái vải đám ma đó, vải đám ma người ta xong rồi người ta bỏ thì lượm về rồi đem ngâm ở dưới bùn á, kiếm cái bùn á ngâm ở dưới đó, ngâm một thời gian để cho cái đất sình, đất bùn nó ngấm vô, rồi lấy ra rồi bắt đầu là mai lại, sửa lại để mà mặc đó. Rồi có vị thì lấy cái mấy cái trái như là cái trái thì tôi quên mất, giống như là cái trái măng, măng cục, cái màu nó hơi chát á, cái trái măng cục đó, rồi giả rồi bóp ra, rồi mình lấy cái đó làm cái thuốc nhuộm. Thành ra là khi mà mình làm cái hạnh này đó thì cái vải mình nó vô chừng lắm, có nhiều khi là vải tốt nhưng mà nhiều khi cũng là cái vải xấu, rồi mình phải cắt, mình bỏ cái chỗ nào hư mình cắt mình bỏ rồi mình may lại. Thành ra là vị này được một cái hạnh đó là mình có cái gì thì mình hài lòng với cái đó. Thì ở trong bốn cái này á, ở trong Tăng Chi thì có nói là hài lòng với bất kỳ y phục nào có được, hài lòng với bất kỳ thực phẩm nào có được, hài lòng với bất kỳ chú xứ nào có được, và thực hành thiền. Cái này là trong Tăng Chi. Vị này được một cái lợi ích nữa, tức là mình không phải khổ do cái chuyện giữ gìn. Tức là sao? Thì nó rách, nó hư thì đi kiếm cái khúc giải khác rồi mình may mình vá vô thôi. Tại vì cái vị thọ cái hạnh này á, quý vị nhìn cái y của vị đó, quý vị không khóc thôi, nó giá chằng giá chịch đó. Rồi nhưng mà nhớ nha, tức là do lượm vải thiếu cho nên là về cắt lại, thành ra là nó chấp vá, chứ không phải là mình lấy nguyên cái khúc vải đẹp, khúc vải nguyên về mình cắt nhỏ ra rồi mình vá lại thì nó không phải. Rồi lỡ mà có mất á cũng không có tiếc. Mà nói thiệt với quý vị, cái kiểu vải này thì ai đâu mà người ta ham. Cái vải mà vải tốt, vải đẹp á, người ta còn ham, người ta trộm, người ta cắp. Chứ còn ba cái vải nó xấu mà nó dơ, nó bẩn như thế này thì ai đâu mà lấy. Chính bởi vì như vậy đó, vị này không phải lo cái chuyện giữ gìn. Nhắc cái chuyện giữ gìn, có nhiều người á, họ sợ, họ lấy vợ về, họ sợ mất vợ, rất là sợ vợ đi theo thằng khác đó. Nhưng mà có những người đó, họ nói họ hạnh phúc lắm, tại vì họ lấy vợ về, họ không có sợ mất. Thì nếu như mà tại vì bà vợ thương ảnh quá, ảnh không có sợ mất đã đành rồi. Nhưng mà đằng này tại vì bà vợ bà xấu quá, không thằng nào thèm lấy. Không thằng nào thèm. Cho nên là anh này, ảnh nói là ảnh có được cái hạnh phúc là tại vì bà vợ bà xấu quá cho nên không có thằng nào thèm, cho nên ảnh không có sợ mất vợ.
Rồi cũng có anh á, thì ảnh chạy xe, anh cũng không có sợ mất xe. Tại xe của ảnh ăn trộm, nó nhìn vô nó cũng nản. Sư nói á, hồi cách đây mấy năm, ở chùa á, ở chùa sư á, có ngày cả chủ trì có cái xe, xe bốn chỗ đàng hoàng nha. Nhưng mà sư nhìn là sư đảm bảo là không sợ mất, để ngoài đường cũng không sợ mất. Mình nhìn mình còn nản mà nói chứ ăn trộm. Trời ơi, nó cũ mà nó hư lên hư xuống đó. Thì á, những cái vị mà mặc có cái hạnh này á, thì không sợ trộm, rõ ràng. Và một cái hạnh, một cái lợi ích nữa là vị này không lệ thuộc vào người khác đó. Thì rõ ràng thôi, mình ham mặt đẹp á, ông sư ổng ham mặt đẹp thì ổng có khi là ổng trông chờ người này cúng người kia cúng, chứ còn đồ mình đi mình lượm mình đâu có cần nhờ vả ai, cho nên là mình không cần lệ thuộc vào người khác. À, rồi không sợ trộm cướp thì hồi nãy sư đã nói ở trên. À, rồi không thèm muốn về y phục. Khi mà quý vị thực hành cái hạnh này, bây giờ sư nói quý vị á, mà thử một cái hạnh thôi, một cái việc thôi, nó cũng không phải là cái hạnh nào, nhưng mà mình mua ba cái bộ đồ lam thôi ha, mua ba bộ đi, mua ba bộ đồ lam rồi thì mình cứ mặc, rồi mình thay ba bộ đó thôi, mình dẹp hết ba cái đầm, ba cái vest, ba cái đồ hiệu này nọ, mình chỉ mặc ba bộ này thôi. Hoặc như là quý vị vào chùa đó, quý vị ở trong chùa, quý vị mặc chỉ có ba bộ này thôi. Lúc đó mình sẽ đỡ lắm. Đi ra ngoài, mỗi sáng thức dậy, mình không cần phải lo hôm nay mặc đồ gì. Sư nói nhiều bà, nhiều cô á, hai ba cái tủ mà mở tủ ra không biết là hôm nay mặc đồ gì. Mà nhiều khi cũng than, than không có đồ mặc. Hai ba cái tủ mà không có đồ mặc. Trong khi đó mình chỉ cần ba bộ thôi đó. Thì mình không bao giờ mình phải lo lắng, mình phải ham muốn về cái chuyện y phục. Rồi và đây á, là cái điều kiện thích hợp dành cho những cái vị ẩn sĩ. Ẩn sĩ đây là những cái người mà độc cư sống ở rừng á, được Thế Tôn tán thán là không có giá trị, dễ kiếm và không có lỗi lầm. Đây là lời nói của Đức Thế Tôn khi mà Thế Tôn gặp Ngài Maha Kassapa. Khi Ngài Maha Kassapa lần đầu tiên á, gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có cái lời khen về cái y của Ngài. Do Ngài Maha Kassapa đó, Ngài nhà của Ngài giàu lắm, cho nên Ngài xuất gia, cái y của Ngài cũng là cái vải rất là đẹp. Lúc bây giờ đó, Đức Thế Tôn, Ngài đang mặc cái y do lượm được từ cái tử thi. Đi ngược thời gian về lúc trước nữa, là lúc bây giờ đó, có một cái tử thi á, người ta quăng bỏ trong rừng. Thế Tôn mới lấy cái vải quấn tử thi đó, Ngài giặt ở dưới sông á, rồi Ngài đem phơi, sau đó Ngài dùng đó làm y. Khi Ngài Maha Kassapa đến gặp Đức Thế Tôn, Ngài đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới có một cái thời pháp tán thán về cái y phấn tảo, tức là cái y quăng bỏ đó. Thì Ngài Maha Kassapa xin một chuyện, là xin đổi y với Đức Thế Tôn, là xin cái y Đức Thế Tôn đang mặc á, rồi Ngài cúng dường cái y Ngài đang mặc, Ngài đổi y với Đức Thế Tôn. Thì ở trong Phật giáo Nam truyền thì đây là cái chi tiết gọi là truyền trao y bát duy nhất trong kinh tạng. Đó là chỉ có một trường hợp như vậy thôi, là lần đầu tiên khi Ngài Maha Kassapa Ngài gặp Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn tán thán về hạnh mặc y phấn tảo,
và ngài Maha Kassapa xin đổi cái y đó với Thế Tôn. Thì trong Kinh Tạng Nam Truyền có ghi nhận trường hợp này. Trong cái lần mà ngài tán thán thì Đức Thế Tôn có nói cái lợi ích của y phấn tảo là như thế đó, là không có giá trị, dễ kiếm và không có lỗi lầm. Và từ đó ngài Maha Kassapa ngài nguyện với Thế Tôn là từ đây con sẽ là vị tỷ kheo mặc y phấn tảo cho đến trọn đời. Rồi nhờ mình mặc cái y phấn tảo như vậy đó thì giúp cho tăng trưởng cái hạnh ít muốn biết đủ. Quý vị thực hành đi rồi tự quý vị sẽ thấy cái chuyện đó. Rồi nhờ như vậy đó, vị này thực hành theo đúng bát chánh đạo và điều cuối cùng là làm gương cho hậu thế. Nhờ có những vị mà thực hành cái hạnh đầu đà đó, các cái vị tu sĩ trẻ sẽ nhờ đó đó noi gương, và nhờ như vậy đó, các vị sẽ thực hành theo. Rồi chúng ta qua đến cái hạnh tam y. Tam y á, là như vậy. Ở trong tạng luật á, có thứ nhất á, là cái y nội. Y nội là cái y giống như cái xà rong, cái y quấn ở dưới á, quấn dưới thắt lưng á, quấn ở dưới của các sư Nam Tông á. Cái thứ hai là y vai trái. Y vai trái là y sư tăng mặc nè. Y sư tăng mặc là y vai trái. Thông thường á, khi mà ở trong chùa thì các sư có thể đắp hở một bên vai, hở cái vai phải ra, che cái vai trái lại, cho nên gọi là y vai trái. Cái y này có thể làm mền được, có thể trùm người được. Cho nên quý vị thông cảm nếu mà vào chùa thấy ông sư ổng hơi hở hang. Tại vì quý vị cứ nghĩ đi đâu cũng phải trùm cái y như vậy nè. Y như là mình đi đâu cũng phải quấn cái mền ở quanh mình vậy đó. Trời lạnh thì đỡ, nhưng mà trời nóng á, nó cũng mệt lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Còn một cái y nữa là y hai lớp. Y hai lớp hay còn gọi là y tăng già lê. Cái y mà quý vị thấy các cái sư, nhất là các sư bên Thái á, thường có một cái y mà xếp lớp che đắp ở bên một cái che bên cái vai trái nè. Khi đắp cái y này rồi đó, có một cái y nữa che ở trên vai trái. Thì y đó là cái y tăng già lê. Cái y đó không phải dùng cho đẹp đâu, mà dùng cho mùa lạnh á, thì quấn ngang người. Cho nên nếu như mà tới tháng 12 mà trời có lạnh á, trời lạnh mà sư thuyết pháp, thì quý vị có thể sẽ thấy sư đắp cái y tăng già lê đắp lên người. Hoặc là quý vị xem những cái video sư đi thuyết pháp ở ngoài Bắc á, trời lạnh á, sư cũng có một cái y sư quấn ngang người, sư đắp ngang người giống như là cái mền á, giống cái mền mà khoác ngang người á, thì đó là tăng già lê đó. Còn bây giờ trời nóng cho nên là sư không có đem theo. Thì ở trong luật á, có kể cái nguyên nhân là vào một cái đêm lạnh nhất ở Ấn Độ, chắc có lẽ là mùa đông, ở đây có một cái điểm nè, là ban đầu Đức Thế Tôn thử xem là ngài có chịu lạnh được hay không, cho nên là ngài không đắp y. Mà ngài không đắp y như vậy là ngài không có cái y nào trên người hết. Sau đó ngài đắp một y, tức là y nội, ngài đắp một y và ngài vẫn thấy lạnh. Ngài đắp thêm cái y thứ hai là y vai trái. Rồi cho đến giữa đêm thì ngài vẫn thấy lạnh. Từ ngài đắp cái y thứ ba đến khi trời gần sáng, ngài vẫn thấy lạnh. Rồi ngài đắp thêm y thứ tư và ngài thấy hết lạnh. Sau đó ngài suy nghĩ, như vậy một vị tỷ kheo nên có bao nhiêu y? Và ngài quan sát như vậy đó, ngài thấy là một vị tỷ kheo có 4 y là đủ. Bởi vì trước đó đó, các vị tỷ kheo á, có nhiều y lắm. Có vị y rất là dư thừa. Thành ra Đức Thế Tôn mới có suy nghĩ như vậy, là một vị tỷ kheo có được bao nhiêu y là đủ. Và ngài thấy một vị tỷ kheo có được 4 y là đủ. Về sau á, hai cái y ngoài cùng á, may lại làm một, cho nên nó thành cái y hai lớp, tức là hai cái y may lại làm một. Rồi đó là ba y.
trong một số trường hợp cái y nó bị cũ thì y nó bị mỏng, y nó bị rách thì có thể may thêm một lớp, giống như y nội. Sư nói nó kỳ. Cái y nội mà sư không biết cái vải người ta dùng để may y á, nó có cái loại vải nào mà nó kín hơn hay không. Chứ còn nếu như mà cái vải hiện giờ mà may cái y nội á, tức là cái xà rông á, phải nói là ra ngoài sáng sư không dám đi. Nó giống như cái vải xuyên thấu vậy, nó chỉ có một cái lớp vải thôi mà quấn quanh cái y nội như vậy, đi ra ngoài sáng là coi như là nó trụi lũi. Cho nên là cũng ráng coi, sư mới làm một cách, đó là sư lấy cái y nội, y cũ á, nó cũ rồi thì trong luật cái y cũ rồi đó thì mình được đắp thêm một lớp nữa, thì sư lấy thêm cái lớp nữa rồi sư đắp lên, nó được hai lớp. Nhờ như vậy á, đi ra ngoài nắng á, nó kín đáo. Cái y vai trái cũng vậy, nếu nó rách thì có thể vá thêm. Thành ra phải nói á, là một ông sư á, lúc nào trong cái túi, cái vật dụng của ông sư á, thì trong kinh nha, phải có kim chỉ. Để chi? Rách thì mai. Mà phải nói là cái hình ảnh ông sư ổng cầm cái y ổng mai nó đẹp vô cùng. Rồi cái việc mà nhuộm y á, thì như vậy nè. Rồi quý vị hỏi á, ba y, tức là vị đó chỉ được ba y thôi, y nội nè, y vai trái, y tăng già lê, hết rồi. Nếu như có giặt á, thì giặt như thế nào? Một là nếu vị đó sống ở trong rừng á, thì vị đó có thể chùi lũi, tức là trong rừng đâu có ai thấy đâu, thì mình có thể mình lột ra hết rồi mình đem mình giặt mình phơi luôn một lần. Nhưng nếu như ở trong xóm làng, thí dụ ở trong chùa nè, chùa này ở trong thành phố thì gọi là ở trong xóm làng, thì ông sư á, trong khi giặt y nha, thì chỉ nên giặt từng món một, tức là giặt y tăng già lê nè, hoặc là giặt y vai trái, quấn cái y nội lại. Thì có khi quý vị vào chùa thấy mấy ông sư ở trần thì cũng thông cảm, có khi mấy ông đang tắm, mấy ông tắm, mấy ông giặt y thì mấy ông ở trần là chuyện bình thường, ai mượn mình chui xuống dưới khu vực tăng chi rồi mình nói mấy ông hở hang, đó là tại mình, chừng nào mấy ông lên chánh điện á, ha, đó, thì có thể là quấn ở dưới rồi giặt cái y ở trên. Rồi sau khi mà phơi khô rồi đó, nhuộm cũng vậy, nhuộm thí dụ như nhuộm xong cái y vai trái rồi, thì lấy cái y vai trái quấn ở dưới làm y nội, xếp lại rồi quấn làm y nội, rồi lấy y nội á, đem giặt rồi đem phơi. Nói như vậy để quý vị thấy là tội nghiệp mấy ông sư lắm. Giặt ha, các vị mà hạnh Đầu Đà mà chỉ có ba y này đó, giặt từng món, tức là giặt cái món nào là bắt đầu là phơi rồi chờ cho nó khô, xong rồi lấy xuống mặc vào, giặt cái món tiếp theo, cứ như vậy đó. Thì ở đây có cái màu y, quý vị để ý là có khi là các sư các thầy cái màu y nó khác nhau. Cái khác nhau ở đây không phải là do cái gọi là do cái phẩm hạnh khác nhau, tức là do cấp bậc khác nhau, tức là sa di, tỳ kheo, rồi thượng tọa, hòa thượng khác nhau. Không phải, khác nhau ở đây á, là do từng cái vùng miền, cái chất liệu để mà nhuộm y của mỗi vùng á, nó như thế nào thì nó sẽ cho ra cái vải nó màu nó khác. Ngay cả thời Phật á, thì màu y của chư tăng cũng không có thống nhất. Tại vì á, cái thuốc nhuộm á, không phải vị nào cũng có, mà đa phần á, là lấy từ những cái lõi cây nè, từ cái vỏ cây rồi nhuộm, thì nó cho ra cái màu nào thì xài cái màu đó. Cho nên á, ví dụ như quý vị thấy ở miếng nè, thì có lẽ nha, xin nói có lẽ, ở đó nó có cái loại trái á, mà nhuộm nó ra cái màu măng cục, nó nhiều, nó thịnh hành, thì chưa tăng xài nhiều, từ từ nó thành cái màu thống nhất của cái đất Miến Điện đó. Rồi có những vị đó, thì vị đó nhuộm bằng cái lõi mít, thì nó cũng nhuộm nó ra cái màu đó, cái màu của cái lõi mít.
Rồi như sư nói hồi nãy á, có những thầy á, tại sao mà có cái màu giống như là cái màu tro, là các thầy nhuộm ở dưới sình á, thành ra là nó có cái màu tro đó. Cho nên á, màu y của các sư là nó không có thống nhất, mà mình đòi nó thống nhất thì nó hơi kỳ. Cho nên là ở Việt Nam mình á, thì quý vị thấy là các sư Nam Tông á, y nó đủ màu hết. Có Phật tử cúng y miếng thì mặc màu y miếng, cúng y Thái mặc màu y Thái, cúng y của cam thì mặc màu của cam đó. Tức là cúng y nào thì mặc màu y đó. Đương nhiên một số màu thì không có được mặc, không có được, ví dụ như màu xanh lá mạ, đâu có thấy ông nào mặc đó đúng không? Không có được mặc. Màu xanh dương cũng không được mặc, màu tím cũng không được mặc. Thì đó, có một số màu á, thì các sư không được mặc. Cái cách thức thọ trì là như thế này. Có thể là vị đó sẽ phát nguyện là tôi sẽ không nhận y thứ tư, hoặc là tôi sẽ giữ giới mặc ba y. Thì ba y như sư nói đó là gồm có y nội, y thượng, y hai lớp. Ở đây á, mình có thêm một cái y lót mồ hôi nữa. Cho nên quý vị thấy là các sư nè, thấy không? Nó còn một cái y nhỏ ở trong nè. Thì đây là cái y lót mồ hôi. Đó. Chứ nếu như mà không có thì ở trong đây nó sẽ chùi lũi. Cái y lót mồ hôi á, nó là một cái vải. Ở đây là mô tả là ngang là một gang tay, dài là ba cánh tay. Ba cánh tay á, ở trong bản dịch, nếu như mà quý vị mở cái bản Thanh Tịnh Đạo ra đó, là trong cái bản dịch Thanh Tịnh Đạo dịch nhầm chỗ này. Tức là trong Thanh Tịnh Đạo á, dịch là dài ba bàn tay. Xin thưa ba bàn tay, 1, 2, 3, nó dài có một khúc như đây à. Thì nó thấm cái chỗ nào lót, xin thưa là trên vai có khi nó còn rớt nữa. Mà ở trong cái bản gốc á, là ba cánh tay chứ không phải là ba bàn tay nha. Đó, thì dài ba cánh tay thì như vậy đó, sẽ máng dắt ngang người của vị này để lót mồ hôi, để nó không có thấm ra cái y vai trái. Mà bây giờ chưa tăng thì gọi là y hồng sắc, có vị gọi là y hồng sắc. Nhưng mà có một số vị á, thì cái vải ở trong á, các vị đó may lại thành giống như cái áo luôn, nhưng mà không được có tay nha. Có tay nó thành ra áo rồi, thành áo thì không được. Ở đây là bậc thượng á, thì trong cái lúc là nhuộm y hoặc là giặt y thì vị này không có được mượn bất kỳ y nào. Tức là mình chỉ có ba y thôi. Còn bậc trung á, thì trong lúc nhuộm y hoặc là giặt y á, thì được mượn cái tấm vải để che thân ở trong cái nhà tắm. Trong nhà tắm của chư tăng thời xưa có một cái tấm vải dùng chung, thì vị nào cần giặt vũ thì có thể lấy cái tấm đó che người rồi giặt y. Còn bậc thượng á, thì có thể mượn vải choàng tắm, và cũng có thể mượn y, mượn những cái y dùng chung, hoặc là mượn y từ vị khác. Ví dụ như cái y phơi chưa có khô mà cần đi đâu đó, thì cái vị bậc hạ này nè, có thể mượn y của sư bạn, sư cho tôi mượn cái y vai trái nha. Đó, rồi vị đó đắp, rồi vị đó đi. Bậc hạ thì có thể mượn y của vị khác để mà xài được. Còn bậc trung và bậc thượng thì không có được. Ở đây đó, quý vị thấy là có những cái lời lạc mà phải nói á, sư không có hành cái khổ hạnh này. Nhưng mà sư cũng thấy được cái lời lạc của cái việc ít y. Tại vì trong luật tỳ kheo á, một vị thì khi vị đó đi đâu qua đêm, vị đó phải mang theo tất cả các y mà vị đó có. Ví dụ như một vị mà ma có 10 bộ y, thì vị đó đi đâu cũng phải xách cái vali có 10 bộ y để đi theo. Nó khổ lắm.
có nhiều y thì lợi. Thí dụ như là mình giặt mà nó đồ chưa có khô á, mình có cái để mà mình thay. Hoặc nhiều khi là có đồ ăn, thức uống nó đổ lên trên người á, thì mình giặt thì mình cũng có cái y để mà mình thay, nó cũng tiện. Nhưng nó bất tiện ở chỗ là vị tỷ kheo có đi đâu cách đêm là vị đó phải đem tất cả các y mà vị đó có đi cùng. Cách đêm đây á, là trời chưa sáng mà có đi ra khỏi chùa thì cũng phải sắp hết tất cả các y đem theo. Như có lần á, sẵn sư nói là Phật tử thường tổ chức cái đám tang cái ngày động quan á, nhiều người chơi cái giờ hơi cắt cớ, mời ông sư cái giờ hơi cắt cớ, có khi là mời dứt 5 giờ sáng hoặc là mời dứt 5 giờ rưỡi sáng, để cái giờ đó là cái giờ động quan. Thì á, lần đó đó sư không nhớ là dứt 5 giờ hay 5 giờ rưỡi, nhưng mà theo luật thì trời chưa có sáng mà đi tới đó động quan, rồi đi theo để mà đưa cái quan mà đưa đi đến cái lò thiêu á, là trời sáng. Tức là đi từ khi trời chưa sáng cho tới khi trời sáng, thì sư bắt buộc phải đem hết toàn bộ y mà sư có đem theo. Nó khổ vậy. Nhưng mà sư thành ra là sư lường trước cái vụ này rồi. Sư biết ông sư ở Sài Gòn, lường trước cái vụ này rồi, thành ra là sư chỉ có một y vai trái, một tăng già lê, hai y nội hết. Sư không thọ cái đậu đà này. Nhưng mà nhờ mình chỉ có một y vai trái nè, một y tăng già lê, hai y nội. Hai y nội là tại vì cái y nội thì cũng cần phải thay thường. Thì nhờ như vậy sáng phải không? Rồi chỉ bỏ thêm cái tăng già lê với cái y nội bỏ vô trong cái dèm. Thành ra quý vị thấy là các sư có cái dèm á, bỏ vô cái dèm đi xong chuyện, khỏe ru. Còn nếu không có thì một là phải xách cái vali theo, cái vali to tổ chản, là có bao nhiêu vị nào có nhiều y thì có bao nhiêu y, là phải gom hết bấy nhiêu y gom theo bỏ trong đó, xách đi theo, nó khổ vô cùng. Hoặc là nếu mà không đem theo á, là rơi vào cái giới là thất y, tức là cái y mình bị mất. Thì về á, vị đó phải làm một chuyện như thế này. Vị đó phải đem tất cả các y mà vị đó không đem theo. Tất cả các y nha. Vị nào mà chơi nguyên một tủ như là tủ quần áo của vị là chết luôn. Đem tất cả các y đưa cho vị khác sám hối, là con xin xả cái y này đến cho sư. Tại vì cái y này nó rơi vào cái giới mất y rồi, con đem cái y này con xả đến cho sư. Thì vị sư kia đó sẽ làm một chuyện quý vị cảm thấy nó hơi kỳ, đó là vị này sẽ nhận, sau đó thôi tôi cho lại sư y này. Tức là không có mất, nhưng mà theo luật á, là vị này phải xả bỏ, rồi vị kia nhận, sau đó cho lại. Thành ra là nó rất là phiền. Nó cũng có trường hợp là trong luật á, nó cũng vui. Có trường hợp là vị này nhận xong không cho lại. Đó. Cho nên á, là quý vị thấy không, nó rất là phiền. Thành ra là ở trong đây nè, đó, sư chưa có thọ cái hạnh này mà sư cũng thấy cái chuyện mình ít á, nó hạnh phúc lắm. Đi đâu nó cũng nhẹ người. Đợt rồi sư đi giảng ngoài Hà Nội cũng vậy, đi giảng Hà Nội một tuần, hoặc là đi cái khóa tu nào đó 10 ngày, hoặc là đi qua miếng tháng chẳng hạn, thì nó cũng xách cái vali nhỏ, nó tiện lắm, cứ như đó mà đi thôi, xách cái mình ên đi. Chỉ có một lần đi qua miếng á, thì xách theo cái vali to. Mà thiệt tình á, xách cái vali to theo là xách cái vali không, chồng không có gì hết trơn.
Sư chỉ chứa một vài cái quyển kinh mà các vị sư ở miếng thỉnh á, thì sư chứa vài quyển kinh đem qua đó để cúng dường các vị đó thôi. Còn lại là cái vali không. Sách vali không để làm cái gì? Là để mua quà ở bên miếng đem về, chứ không gì hết á. À, qua bển thì mình không biết là qua bển có chỗ bán vali hay không, rồi vali nó có tốt hay không, mình cũng không biết. À, trong khi đó ở Việt Nam mình có cái vali tốt thì có cứ sách vali không, sách qua đó, chịu khó tí xíu. Xong rồi á, khi đi thì đi mình ên, khi về á, thì nó nặng muốn chết. Là mua đồ, mua quà đó, chất đầy cái vali đem về. Đó. Thì chính bởi vì như vậy đó, ở đây nói là nhờ cái vị mà thực hành khổ hạnh này nè, vị này sẽ xem cái y phục á, như là đồ để che thân thôi. Rồi vị đó đi đâu cũng mang theo là ba y, như là cái con chim á, mang theo đôi cánh hết chuyện rồi. Quý vị mà muốn thử á, như sư nói nhẹ ha, nhẹ thì mình chỉ cần ba bộ đồ lam mình mặc thôi, thay tới thay lui, quý vị thấy nó nhẹ vô cùng. Mà mình chơi mà gắt gao hơn nữa, mình chơi hai bộ thôi. Đi đâu, có đi xa, đi khóa tu thì cũng chỉ đem cái bộ đang mặc trên người nè, rồi một bộ nữa bỏ vô trong cái túi là xong. Tắm, giặt, phơi. Phơi ngay cái chỗ mình ngủ á. Phơi cho nó rồi là xong, rồi cứ như vậy chờ nó khô, cứ như vậy mà mình thay thôi. Cái hồi mà sư làm giới tử á, thì cũng vậy đó. Mình có hai cái bộ đồ lam, thì cứ giặt thì cái bộ đồ lam nào khô thì mình lấy đó mình thay, nó nhẹ lắm. Mình không phải lo hôm nay mặc cái gì. Thì nhờ như vậy đó, vị này sẽ gọi là kiện toàn những cái đức tính về tứ vật dụng. Vị này không cần phải tích trữ vải, tức là tích trữ y phục á. Sống thì đạm bạc. Rồi nhờ như vậy đó, vị này sống viễn ly và tiết độ. Quý vị biết là y phục á, là cái vật cần thiết với một vị tỷ kheo. Nhưng mà ngay cả với vật cần thiết như vậy, vì đó vẫn giữ sự tiết kiệm tối thiểu. Nhờ như vậy á, vì đó sống ít muốn biết đủ. Quý vị biết là một vị tỷ kheo á, chỉ cần mà vị đó có tác ý là có y dư thôi, xin thưa là y nó tới đủ thứ hết trơn. Rồi vị đó sẽ ôm đờm, có khi là một tủ đựng toàn là y. Tới hồi mà giặt y á, giặt một đống thì nó rất là phiền đó. Chính bởi vì như vậy đó, cái vị mà chỉ thọ ba y á, vị này sống rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Sư nói quý vị muốn thử cái tủ đồ của mình á, sư không nói là quý vị dẹp đâu, để qua một bên thôi, lựa ra hai bộ, tối đa ba bộ mình mặc thôi, thoải mái vô cùng. Không bao giờ phải lo cái chuyện là hôm nay mặc cái gì. Không cần phải lo phối đồ, không cần phải lo. Thậm chí là sư nói mấy cái nhà mai á, chắc cũng sợ sư lắm. Tại có mấy khi mà ổng rớ tới đâu. Đó. Thì nhờ như vậy đó, thế quý vị thấy, khi mà chúng ta học qua các hạnh đầu đà đó, chúng ta mới thấy thương các sư, thương các thầy, thương các vị tu sĩ, đặc biệt là các vị thọ hạnh đầu đà. Cái đời sống của các vị đó rất là đẹp và đáng để chúng ta noi theo. Và sư mong là quý vị ráng tích cực đi chăm tới chùa để sạc pin. Lâu lâu mà mình cảm thấy là mình cạn pin rồi đó, thì cứ tới chùa, và nhất là ráng thường xuyên học giáo lý. Và xin chia đều phần phước ngày hôm nay đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là quý vị ở đây cũng như chư thiên ngự xung quanh nơi đây. Cầu mong các ngài hãy thọ lãnh tùy ý, sau khi đã thọ lãnh rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ,
nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay hồi hướng theo sư. Y đăng mê bùn nhân Nip ba na sa Pak cha yo Hồ tu Y măng nô Punya phagang Sabba sattanang Dema Sathu Sathu Sathu. Chúc quý vị an vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika Punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanang Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika